Và sau đó thì Kim Anh sử dụng một lớp dưỡng mặt nạ đêm, đó là một cái cream ban đêm nha. Nó tên của nó là Relax Night, tức là nó làm cho cái da mặt của mình thư giãn, và nó làm cho cái da mặt của mình mịn hơn, trắng hơn, và từ 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 nó tăng cường cái độ đàn hồi rất là tốt nha các bạn. Bởi vì sao, trong này nó có tế bào gốc nữa nha các bạn nha. Kim Anh chưa có sản xuất cái điều trị tàn nhang hay là nám nha bạn. Bạn gì nó chạy lên mất tiêu, Kim Anh không kéo xuống được, tức quá. Kim Anh hiện bây giờ cái hũ kem Relax Night này nó chỉ có công dụng giúp cho các bạn, đó là nó cải thiện thôi. Cải thiện là sao? Là khi mà các bạn sử dụng á, thì Kim Anh trẻ hoài, cảm ơn. Nó sẽ cải thiện cho cái da của các bạn, làm cho cái da của các bạn lúc nào nó cũng căng mởn hết, và nó trắng, nó giúp cho các bạn trắng, nhưng mà trắng từ từ nha các bạn, chứ không thể nào các bạn sử dụng xong một hũ các bạn nói là ồ Kim Anh ơi, sao tôi xài cái hũ Relax Night mà tôi cài xài hai hũ hay ba hũ rồi mà sao thấy chưa thấy trắng. Các bạn biết không, Kim Anh phải xài 2 năm, mà trong 2 năm đó các bạn biết là Kim Anh xài biết bao nhiêu hũ này. Thì cái quan trọng nhất đó là cái gì, cái sự kiên trì của các bạn. Và khi các bạn kiên trì, các bạn sử dụng, nó trắng từ từ, và nó trắng làm cho các bạn trắng một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là nó trắng một cách là trắng 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 kem hay là trắng tẩy, nó không có tốt nha các bạn. Loan Lê ơi, hũ này 750 nha Loan Lê. Đây là kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng ban đêm nhá. Nó được chiết xuất từ hoa daisy, hoa cúc la mã, rất là nhiều loại thảo dược, và nó giúp, nó là giống như là một loại mặt nạ ngủ vậy đó. Bạn nhớ là rửa sạch mặt, sau đó xịt cái tinh chất hoa hồng. Cái tinh chất hoa hồng này, Kim Anh nhắc lại các bạn nhé, là cái tinh chất hoa hồng này các bạn da phải thật khỏe các bạn mới sử dụng nha. Còn nếu mà da không khỏe thì các bạn bỏ qua cái bước này nha. Tại vì cái tinh chất hoa hồng của bên Kim Anh nó không phải là nước hoa hồng, mà nó là tinh chất hoa hồng. Nó giúp se lỗ chân lông và nó giúp cho thẩm thấu vào trong để dẫn đường cho cái kem dưỡng này vào. Đó, cho nên là các bạn phải 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 hiểu về mỹ phẩm. Thì chứ nhiều khi các bạn thích Kim Anh, quý Kim Anh, mua kem về xài mà các bạn xài lộn xộn, xài tùm lum tùm la, xong rồi cái da của các bạn nó không được đẹp thì các bạn lại complain nhé. Em xài ngày và đêm rất là hiệu quả luôn chị, da em căng mịn và giảm nhăn rõ. Cảm ơn Như Huỳnh. Ô, cảm ơn Như Huỳnh nha, cảm ơn em đã ủng hộ chị nha.